rồi, có chỉ có máy rồi. Ở đâu xuất hiện một tên Big TV Man, hắn đã giết rất nhiều PC Man chúng ta. Rồi tự dưng hắn biến mất, chúng tôi không tìm được hắn. Xin ngài hãy ra mặt tìm kiếm và giết chết hắn báo thù cho chúng tôi. Cái gì? Thế giới của ta cai trị xuất hiện một Big TV Man à? Thật quái lạ. Đúng rồi, tôi nghe nói chính lũ Clockman đã đưa hắn tới đây rồi giúp hắn có được thân thể đồ sộ mạnh mẽ. Chết tiệt, lại là cái lũ khốn kiếp đầu đồng hồ đó. Bọn chúng không quy phục dưới chân chúng ta, lại đi tìm kẻ chống lại chúng ta. Được lắm, ta sẽ đích thân xuất trận giết chết tên Big TV Man gì đó, rồi sau đó cho lũ đầu đồng hồ kia một bài học. Hay lắm. Thưa chú tể, ngày ra tay chắc chắn tình khốn kiếp đó sẽ không còn đường thoát. Cuối cùng chúng ta đã tới được tương lai rồi. Hả? Đây là tương lai hay sao? Có vẻ như tôi cảm thấy mùi xác chết nồng nặc bay khắp mọi nơi. Nhìn kìa, dường như chúng ta có rắc rối rồi. Lũ khốn kiếp, các người là ai? Sao lại xuất hiện ngôi hang ổ của ta? Hả? Các ngươi là những Skibidi Titan à? Các ngươi chung bọn với lũ PC Man đó. Lũ khốn kiếp đó đã giết chết con của ta. Ta phải báo thù. Này, xin hãy bình tĩnh. Bạch tuộc bóng tối kia, chúng tôi là những Titan nhưng ở quá khứ. Chúng tôi tới tương lai này là để tiêu diệt lũ PC Man đó. Các ngươi tưởng ta ngu ngốc đến quên mặt được ta hay sao? Ta thà giết nhanh còn hơn bỏ sót. Mẹ kiếp, tôi nhìn thứ này hết nổi rồi. Nó thích chiến thì chúng ta đấu với nó. Mau tiến lên đi, bắt thứ này, cắt những cái xúc tu của nó, nướng thật ngon, ăn thật đã. Lũ xấu xa, ta có chết ta không nghiền rửa các ngươi. Để con không có bộ phận chi trị nào vào. Cái gì? Thứ bạch tuộc này độc mồm độc miệng quá. Vậy thì ta sẽ cho ngươi chết thật sự luôn. Khoan đã, cái cậu, đánh cho nó một trận được rồi, đừng giết chết nó. Chúng ta mau lo chuyện chính của chúng ta đi. Chết tiệt, tôi biết rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng mau lên đường, tìm lũ PC Man, diệt trừ bọn chúng nào. Lũ khốn kiếp, các ngươi chung bọn với lũ PC Man, ta nguyện rủa tổ tiên ba đời các ngươi sẽ chết bằng đất kỳ tử. Thứ rác rưởi này, người đủ tư cách để sỉ nhục tổ tiên của ta hay sao? Nhưng khoan, dường như người gặp những tên không mời mà tới thì phải. Lê gặp Titan PC Man. Người và những tên đó sẽ chết không toàn thây. Các cậu ngửi thấy không? Dường như có mùi bạch tuộc nướng thì phải. Chết tiệt, chúng ta đi nãy giờ mà chưa tìm thấy hang ổ của lũ PC Man nữa. Không lẽ chúng ta đi sai hướng hay sao? À, này, Big TV Man. Này, khoan đã. Hình như tôi nghe có ai đó gọi cậu đó, Big TV Man nè. Là tôi đây, Clockman vô mạnh đây. Tôi tưởng cậu không giữ lời hứa, đã biến mất khỏi thế giới này chứ. Thật không ngờ, bây giờ tôi lại gặp cậu ở đây. Cậu còn đi cùng đồng đội của mình à? Là Clock Woman. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn những đồng loại khác của cô ở đâu? Tôi xin lỗi vì mất tích mấy ngày qua, nhưng bây giờ tôi quay lại đây để giữ lời hứa với cô. Này, Big Titan TV, cậu đã hứa gì với con gái nhà người ta vậy? Không lẽ cậu làm gì bậy bạ rồi đúng không? Cái cậu đừng hiểu lầm, tôi có chồng rồi. Big Titan TV đã hứa sẽ giải cứu thế giới này cho chúng tôi, nhưng cậu ấy mất tích mấy ngày hôm qua. Tôi tưởng cậu ấy không giữ lời hứa nữa, nên tôi cùng với đồng loại của mình đã chia ra để đi tìm nguồn sức mạnh mới, nâng cấp cơ thể, chống lại lũ PC Man. Sức mạnh mới à? Là sức mạnh gì nhỉ? Nghe hấp dẫn đó. Thôi nào các cậu, chúng ta tới đây không phải vì chuyện khác đâu. Mau tập trung vào vấn đề chính đi. Này, Clock Woman, Chúng tôi đã trở lại đây rồi. Cô cứ yên tâm, tôi cùng với những đồng đội của mình sẽ tiêu diệt lũ PC Man đó. Làm ơn cho tôi biết hang ổ của bọn chúng đang ở đâu đi. Hay lắm, cảm ơn các cậu.
căn hộ của bọn chúng cách đây cũng khá xa, ở khu rừng phía đông. Nhưng mà các cậu hãy cẩn thận, bọn chúng có một tên thủ lĩnh cũng là một legend Titan Bismin. Hắn rất mạnh, hắn chưa bao giờ bị chiến bại cả. Cái gì? Legend Titan Bismin à? Hay lắm, nghe thấy cái tên đó tôi ngứa tay chân rồi. Nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Được rồi, vậy thì chúng ta đi. Này, Clockwoman, cô hãy nhanh chóng kêu các đồng đội khác nấp vào trong hang ổ bí mật đi. Chết tiệt, chúng ta đặt chân vào sa mạc rồi. Hình như qua khỏi sa mạc này là tới được khu rừng phía đông thì phải. Nóng quá, nghỉ ngơi một chút đi các cậu. Cuối cùng, ta cũng đã tìm thấy ngươi. Hả? Ngươi còn có đồng đội nữa à? Các ngươi không cần phải đi đến hang ổ của ta xa xôi thế đâu. Địch thần ta sẽ tới đây tiếp các ngươi. Hả? Các cậu là hắn phải không? Là gần tay tình BC Man. Khốn kiếp, hắn to hơn chúng ta tưởng nhiều đó. Hả? Big TV Man, bộ cậu sợ à? Thế thì cậu cùng với Big Camera Man lùi qua một bên đi, để tôi đấu tay đôi với hắn. Tôi muốn coi thử hắn mạnh tới đâu. Cái gì? Người quá khinh thường ta đó. Tên Big Speedman kia, một mình ngươi, chắc chắn ta sẽ cho ngươi tan da nát thịt. Còn cộng thêm hai đồng đội của ngươi nữa, có thể đánh ngang bằng với ta đó. Cái gì? Ngươi dám khinh thường ta à? Vậy được, hai cậu mau tránh ra đi, để tôi đối đầu trực tiếp với hắn. Không được, Big Speedman, cậu đừng quá khinh thường hắn. Chúng ta phải cẩn trọng. Chúng ta còn có nhiệm vụ cao cả khác là quay về hiện tại của chúng ta để bảo vệ các hành tinh chúng ta vũ trụ nữa. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi đến từ quá khứ hay sao? Khốn kiếp, không lẽ các ngươi là những chiến binh bảo vệ đa vũ trụ? Chết tiệt, thì ra các ngươi chính là kẻ thù đã giết chết tổ tiên của ta. Hay lắm, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi thoát khỏi đây được đâu. À, không lẽ đồ khốn kiếp này là con cháu của bọn tài tành bóng tối hay sao? Chết tiệt, khi xưa chúng ta đã diệt sạch bọn chúng, không ngờ bọn chúng lại để lại mầm móng như thế này. Được rồi các cậu, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thanh trừng cho cái thế giới này được xanh sạch đẹp hơn. Đây là thế giới của bọn ta thống trị, các ngươi chỉ là kẻ xâm phạm. Chuẩn bị chịu chết hết đi, lũ rác rưởi, lũ chiến binh bảo vệ đa vũ trụ khốn kiếp. Chết tiệt, đến lúc rồi, chúng ta phải đối đầu với thứ khốn kiếp này. Tiến lên các cậu, dùng hết sức mạnh của mình để hủy diệt hắn đi. Mẹ kiếp, thứ chết tiệt, hãy nhận lấy những kỹ năng siêu cấp của ta đây. Hai cậu mau tránh qua một bên đi, để tôi đối đầu với hắn. Tôi sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh siêu đẳng của Big Speakerman tôi đây. Các cậu không được khinh địch, chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác. Người tấn công, người phòng thủ phải che chở lẫn nhau. Các người cũng khá mạnh đó, cũng khá châu bò đó. Chưa có kẻ nào có thể đứng đấu với ta lâu đến như vậy. Ta khá khen cho ba người. Nhưng mà dù như thế, các người cũng không thể nào đánh bại được ta đâu. Đến lúc ta sẽ bộc lộ sức mạnh kinh hoàng của mình. Cô Kim, mà chúng ta cùng cộng lại cũng không thể nào giết được hắn. Không hay rồi. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu thì vài phút nữa thôi chúng ta sẽ chết mất. Vậy thì hai cậu hãy chạy đi, hãy để tôi chết chung với hắn. Mẹ kiếp, cậu đang nói cái gì vậy Big TV Man? Nếu muốn chết thì ba chúng ta sẽ chết chung, kéo hắn theo. Mẹ kiếp, chúng mày đi hết rồi hay sao? Hả? Chúng mày định làm gì?